Flycam là thiết bị bay mô hình có gắn máy quay phim. Hiện nay, Flycam không còn quá lạ lẫm với nhiều người Việt và đang trở thành một ngành nghề hấp dẫn. Nhiều đơn vị đã lựa chọn công nghệ mới này để sử dụng cho việc quay phim, chụp ảnh cho công việc của họ. Hôm nay, chúng tôi sẽ theo chân một ekip Flycam để hiểu hơn về những thuận lợi và khó khăn của họ. Hãy cùng theo chúng tôi nhé! Để Flycam có thể cất cánh, bạn cần chuẩn bị đầy đủ những phụ kiện cần thiết như pin, cánh quạt. Bước tiếp theo, bạn kiểm tra kết nối của Flycam với màn hình và cài đặt camera. Sau khi kiểm tra pin đã đủ, kết nối tốt, giờ thì bạn có thể sẵn sàng cất cánh rồi. Với chiếc điều khiển trong tay, những tay chơi Flycam có thể kiểm soát tầm cao và chinh phục bầu trời để có được những hình ảnh đẹp mắt nhất. Flycam được sử dụng ở rất nhiều dịch vụ khác nhau như quay chụp ảnh cưới, các sự kiện trong nhà hoặc ngoài trời, các trận thi đấu bóng đá, hay thậm chí là thị sát địa hình cho các công trình. Nếu mà gặp các khó khăn thì có thể đáng nói nhất là khó khăn nhất vẫn là do lý do thời tiết. Những hôm mà mây mù hoặc là mưa thì đôi khi mình sẽ không bắt được sóng GPS và sẽ không điều khiển được máy bay. Thế mỗi chi phí mỗi lần cho khi anh sử dụng Flycam thì có đắt không? Nếu mà để chi phí và đầu tư một cái Flycam để mà mình làm nghề thì so với cả mình thì nó cũng tương đối, cũng không phải là cao quá. Nếu mà do hỏng hóc, nếu mà mỗi lần mình sửa chữa thì thiết bị có thể lên tới hàng chục triệu đồng. Vẫn có những rủi ro do yếu tố thời tiết hay trục trặc kỹ thuật về máy. Chi phí đầu tư và sửa chữa khá cao, nhưng các bạn Flycam cho rằng những thước phim đẹp mắt có 102 cùng với sự hài lòng của khách mới thật sự là niềm vui lớn nhất. Flycam tại Việt Nam với các dịch vụ tư vấn về Flycam, quay chụp ảnh theo yêu cầu, thị sát thực tế và sửa chữa thiết bị Flycam. Để sử dụng dịch vụ của chúng tôi, xin hãy làm theo các bước sau. Bước 1, nhấc máy và gọi theo số hotline 09666-12808 hoặc 09-2222-3600. Bước 2, gửi email tới địa chỉ hotline@ycn.vn. Bước 3, yêu cầu và tư vấn báo giá. Bước 4, tiến hành thực hiện theo yêu cầu của khách. Bước 5, dựng và giao file. Bước 6, thanh toán. YCN Media, dịch vụ Flycam chuyên nghiệp nhất.